Tôi vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, bởi đây chính là điểm thu hút đầu tiên khi người khác nhìn vào bạn. Nếu không chăm sóc mắt cẩn thận từ những thói quen hàng ngày sẽ vô tình gây ra những tác hại làm cho mắt không được sáng khỏe. Vậy phải tìm hiểu ngay những thói quen gây hại cho mắt mà bạn cần tránh để mắt luôn khỏe và đẹp. Đây cũng là nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Dùng điện thoại trong bóng tối. Hãy dừng ngay thói quen sử dụng điện thoại trong bóng tối đi, bởi trong điều kiện không đủ ánh sáng sẽ làm mắt bạn nhanh bị mỏi, dẫn đến tình trạng suy giảm thị lực. Do đó, khi đã lên giường đi ngủ thì đừng cầm điện thoại nữa mà cố gắng thư giãn mắt và chìm vào giấc ngủ sâu luôn. Dụi mắt. Khi có vật lạ rơi vào mắt, theo phản xạ, bạn sẽ đưa tay lên dụi mắt ngay lập tức. Tuy nhiên, hành động dụi mắt có thể vô tình đẩy các vật lạ xâm nhập, gây tổn thương cho mắt. Việc dụi mắt đôi khi sẽ không khiến chúng rơi ra mà càng làm chúng tiến sâu vào bên trong hơn. Cách tốt nhất là chớp mắt liên tục để tuyến lệ tiết ra nước mắt, đẩy vật lạ rơi ra ngoài, hoặc nhỏ nước muối hay thuốc nhỏ mắt để rửa trôi chúng. Trang điểm mắt thường xuyên. Bất cứ cô gái nào cũng muốn có một đôi mắt to tròn, long lanh khi trang điểm, nên thường kẻ mắt sát vào chân mí để đôi mắt được nhấn điểm hơn. Nếu thường xuyên kẻ mắt bằng những sản phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể làm mắt bị tổn thương và sinh ra các bệnh về mắt. Hãy đảm bảo chọn những loại mỹ phẩm chất lượng, an toàn và không nên lạm dụng kẻ mắt để đôi mắt luôn được khỏe mạnh. Không đeo kính râm khi đi nắng. Kính râm không chỉ bảo vệ cho vùng da mắt khỏi tác động của ánh nắng mà còn giúp mắt tránh tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím hay những ánh sáng có cường độ cao. Nếu bạn không đeo kính râm khi đi nắng thì bụi bẩn sẽ tấn công gây tổn thương cho mắt. Thêm nữa, ánh mặt trời chiếu vào còn khiến bạn bị hoa mắt, có thể làm giảm thị lực nghiêm trọng. Vậy nên, đeo một chiếc kính râm khi ra đường hay đi nắng cũng chính là một biện pháp tốt để bảo vệ an toàn cho đôi mắt của bạn. Lạm dụng thuốc nhỏ mắt. Biết rằng dùng thuốc nhỏ mắt sẽ làm giảm triệu chứng khô hay đỏ mắt, nhưng nếu sử dụng quá thường xuyên có thể gây kích ứng cho mắt. Nếu bạn có vấn đề về mắt thì phải nhỏ theo đơn thuốc và hướng dẫn của bác sĩ, chứ đừng tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt. Nhau mắt. Khi nhau mắt, bạn sẽ phải tự điều chỉnh nhãn cầu để đọc được các chữ trên màn hình. Điều này tạo ra nhiều áp lực lên thủy tinh thể. Lâu dài còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị lực của bạn. Hãy cố gắng hạn chế thói quen này để vừa không tạo nếp nhăn vùng da mắt, vừa giữ cho đôi mắt luôn khỏe đẹp. Nằm xem TV. Khá nhiều người thường có thói quen nằm xem TV, nhưng vô tình nó khiến mắt bị căng thẳng bởi góc tiếp cận với TV không tốt. Thường xuyên xem TV trong tư thế này sẽ ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn của bạn. Do vậy, hãy ngồi thẳng lên và xem TV để tạo một thói quen tốt cho mắt. Với những thói quen gây hại cho mắt trên, bạn hãy cố gắng thay đổi hàng ngày để giữ cho đôi mắt luôn sáng khỏe và có một cửa sổ tâm hồn thật đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, những sai lầm khi ăn trưa mà bạn cần tránh, đó là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.